Hello, xin chào các bạn nha. Thì hôm nay chủ nhật ngày 10 tháng 1 2021 các bạn. Thì mình cái giọng mình nó hơi khàn nha các bạn, tại mình bị bệnh rồi mình nói cố gắng nói lớn cho các bạn nghe nha. Thì mình cũng vừa nhận được giá của ông anh bên dựa ông cho nha. Thì cụ thể là cái sày vàng nhất nó 19.000, sày vàng hai nó là 9.000 nha các bạn, còn sày xanh là 15.000, sày xanh hai là 7.000. Thì nhìn chung bữa nay là sày vàng nó cao, nó tăng được 2.000 nha các bạn, cũng là một tín hiệu đáng mừng nha. Cái tình hình này chắc là sà vàng nó cao hơn sà xanh luôn rồi đó các bạn ơi. Có lẽ là đợt sau này sà xanh quá nhiều thì sau đó mà hiện tại giá sà xanh nó giảm so với sà vàng rồi nha. Nhưng mà cũng đáng mừng là bữa nay giá nó nhích nhích lên nhẹ cũng được các bạn, nó không tụt nữa nha. Thì cũng mừng nha các bạn. Thì hôm nay cái giọng mình nó khó nghe một xíu, các bạn thông cảm nha, tại bệnh các bạn ơi, thời tiết nó đổi mùa, nó lạnh sao đó, nắng thì cũng phơi nắng nữa, phơi nắng này đi ban đêm đó các bạn, đồ sương. Thì có một số bạn hỏi mình tại sao không công bố tên dựa nha các bạn. Thì các bạn cũng hiểu cho mình một cái là trên mạng xã hội khi mà công bố cái tên dựa ra nó xảy ra một số vấn đề về cạnh tranh này kia cũng khó lắm các bạn. Thì bạn nào mà có thiện ý mà muốn bán xài thì cứ liên hệ mình hoặc là xem ở dưới phần mô tả hoặc là phần bình luận nha các bạn. Mình sẽ để số điện thoại của dựa đó nha. Các bạn cũng thấy rồi, trên Facebook hoặc là các nhóm Facebook á là rất là ít mà dựa công khai mà tên dựa mà để cho các bạn bán nha. Đa phần là chỉ một số thương lái rồi báo giá thu mua, giá thu mua hoặc là giá sô này kia nha các bạn. Chứ rất ít là dựa công bố để mua trên mạng nha, tại vì nó lu bu lắm các bạn. Mình nói đây thì chắc có thể là nhiều lái biết nha, tại cái chuyện trên mạng giá thậm chí trong trong khu vực nó vẫn có sự cạnh tranh, huống gì là tỉnh này tỉnh kia nha các bạn. Nhiều ông đâu ở Tây Nguyên rồi cút xa xa lắm các bạn, xa Cao Lãnh lắm, cũng vô nói ừ sao mày kê giá này kia cao quá, thật sự là giá làm sao báo vậy thôi các bạn. Hôm nay cũng chia sẻ với các bạn là em mình nó vừa mới mua cái máy bơm này các bạn, máy bơm để chuẩn bị làm cho cái vụ mùa khô nè. Tại vì năm ngoái cũng y các bạn ơi, y hầm chứa nước được mà cuối cùng nó có khoảng nửa tháng nó cạn nước nha, nó cũng còn nước nhưng mà ít xịu và không có bơm tưới gì được hết nha, tại cái vườn không có thông được với con sông nên bắt buộc phải bơm mà đi dây đường dài thôi các bạn. Rồi mình sẽ quay cho các bạn xem, giới thiệu các bạn nha, mới mua được cái mua tưa nha các bạn, làm hết mùa này lời được cái mua tưa này đó các bạn ơi. Thì hàng này hàng của Trung Quốc nha, con này hai ngựa nha các bạn, khui khui sẵn hộp quay cho các bạn xem nha, để mình lấy cái máy ra nha, đây mình đem nó ra nè các bạn. Thì cái con này là mua 3 triệu 7 nha. Máy này mua 3 triệu 7 các bạn. Máy này cũng nặng lắm. Khi ra ẹp các bạn là nó tới 2
29,3 là gần 30 kg nha các bạn. Sản xuất ngày 25 tháng 4 2020. Thì mình mua cái này kèm với một số cái ống nói nè, đầu nói nha, đầu nói với nè, một số khớp nói, đầu nói với ống, hai cái ống bình minh phi 113 dày 2 dm, 20 mm nha. Là tổng cộng hai ống bình minh là nó tới 500 ngàn nha các bạn. Lúp B với mấy cái co này là cũng là 500 nha. Và nguyên cái bộ này là gần 5 triệu nha, 4 triệu 7. Chủ yếu mua để lắp xuống sông rồi chuẩn bị là để dành cho mùa khô đó các bạn, bơm nước vô các bạn ơi, để có nước tưới, nước xịt đồ. Chứ năm ngoái là thất bại nha, năm ngoái nó khô quá, khô quá cái thiếu nước tưới các bạn, cây xài nó không có no, không có đẹp, như nó dễ bị mụn đó các bạn, thất bại nha. Thì đây là những chia sẻ mà cũng như cái niềm vui mình muốn chia sẻ với các bạn nha. Các bạn làm hết mùa xài này lời được cái máy bơm này với dài dài chiều bạc các bạn, 3 4 tháng trời, 2 3 tháng trời. May mà bán được phân nửa giá được đậu các bạn, mà đất đất vườn nữa phải đi mướn nữa chắc 2 3 tháng này không công rồi các bạn ơi. Thôi video mình hôm nay xin kết thúc tại đây nhé các bạn. Thì các bạn thấy mà chia sẻ của mình hữu ích thì nhớ ấn like, đăng ký kênh và giới thiệu cho nhiều nhà vườn khác biết nha các bạn, để nhà vườn được cập nhật giá mỗi ngày nha, cũng biết tình hình sao sao để mà sử dụng thuốc hoặc là sử dụng thuốc cho nó rẻ lại hoặc là chăm o thêm nha các bạn. Thì thôi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong clip ngày mai nha. Xin chào các bạn nha các bạn.